Dạ, Duy Khánh rất là nhiều. Thưa quý vị, chúng ta đã được nghe một ca khúc mang chủ đề của chúng ta buổi tối ngày hôm nay, đó là ca khúc Bến Gỗ Dòng Chảy Yêu Thương. Và trong chương trình ngày hôm nay, và trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay cũng đã có rất là nhiều nhạc sĩ viết về giáo xứ Bến Gỗ. Xin được giới thiệu đến toàn thể quý vị, nhạc sĩ Thanh Lâm cũng đã có một bài hát rất hay về giáo xứ Bến Gỗ, chỉ gói gọn trong 6 từ, nhưng đã nói lên được sự phát triển của vùng đất này. Bài hát được mang tên Bến Gỗ Cây Đời Nở Hoa. Lúc nãy mình thường thấy là khi Duy Khánh bước ra có rất là nhiều người vỗ tay, không biết vì sao vậy ạ? Đây là ca sĩ nổi tiếng thành phố Hồ Chí Minh phải không ạ? Phải không ạ? Dạ thưa không, đây chính là một người con của giáo xứ Bến Gỗ. Và đặc biệt là anh đã giành được giải thưởng gì ạ? Á quân solo cùng Bolero năm 2016. Xin cho một tràng pháo tay. Và đúng là ơn Chúa đã đổ tràn trên giáo xứ của chúng ta. Cũng có một ca sĩ như vậy đúng không ạ? Và tiếp theo chương trình, anh sẽ quay trở lại sân khấu này và gửi đến chúng ta ca khúc Bến Gỗ Cây Đời Nở Hoa, sáng tác nhạc sĩ Thanh Lâm. Vâng, xin quý cha và cộng đoàn cho nhóm múa thiếu nhi một tràng pháo tay có được không ạ? Chúa đã ban một niềm tin, dù
cảm tạ. Tạ ơn Chúa đã ban một niềm tin, dù năm tháng có phôi phai nhạt nhòa, niềm tin ấy mãi buông cho các con. Vâng, một lần nữa con xin kính chào quý cha và tất cả quý vị. Xin dành một tràng pháo tay thật là nồng nhiệt cho các em thiếu nhi được không ạ? Vâng, con xin cảm ơn.